Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Như đã chia sẻ thì bất kỳ một cái thị trường nào được hình thành đều dựa trên cái cơ sở của các cái đối tượng tham gia, đó là các cái nhu cầu của họ. Vậy thì với thị trường chứng khoán thì các cái nhu cầu của các đối tượng tham gia như thế nào? Tôi sẽ chia sẻ chi tiết ở các cái nội dung video này. Như anh chị đã biết ở cái video trước thì tôi đã chia sẻ là cái doanh nghiệp ABCD do nhu cầu là mở rộng thị phần rồi mở rộng các cửa hàng thì doanh nghiệp cần vốn và đã gọi thêm vốn từ các nhà đầu tư khác thông qua việc là phát hành cổ phiếu trên thị trường, đúng không ạ? Thế thì để mà phát hành cổ phiếu thông qua trên thị trường này thì doanh nghiệp cần phải làm như thế nào? Tiếp tục thì tôi sẽ chia sẻ về cái nhu cầu của các cái nhà đầu tư, cái nhu cầu bán tức là như thế nào. Tức là ở video trước thì anh chị có thể biết là cái anh A này, anh ấy đang sở hữu một phần cổ phần của doanh nghiệp ABCD và anh ấy muốn bán cái cổ phần của mình đi do cái nhu cầu về sở hữu đất này, hay sở hữu ô tô, rồi tiêu dùng chi tiêu hàng ngày, vân vân. Anh ấy muốn bán đi để anh ấy để anh mua các tài sản đó. Tuy nhiên thì anh ấy tìm người thân bạn bè thì không tìm được, đúng không ạ? Rất là khó khăn. Rồi thì không ai mua cho anh ấy. Anh ấy bắt đầu anh ấy giao bán trên mạng, trên Facebook, rồi trên website, cũng chờ rất là lâu thì anh ấy mới có thể là bán được cái cổ phiếu của mình. Và thật là may mắn thì anh ấy cũng tìm được một nhà đầu tư mua cho anh ấy. Tuy nhiên thì qua cái câu chuyện này cũng thể hiện được rằng đây chúng ta thấy có nhu cầu bán, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là cái thao tác chúng ta thực hiện bán nó cũng đang rất là thủ công. Mà nếu mà số lượng lớn thì sẽ rất vất vả cho các nhà đầu tư, đúng không ạ? Còn đối với nhu cầu đầu tư của cổ phiếu thì như thế nào? Anh nghe thì anh cũng đi tìm kiếm các cái kênh đầu tư với cái lãi suất là 20% như thế này. Và anh đã may mắn tìm được anh A là người đang giao bán trên mạng đó. Và đó là một trong những cái khớp nối cái nhu cầu của rất nhiều người khác mà đang đầu tư, mong muốn đầu tư vào cái doanh nghiệp kinh doanh để tìm kiếm các cái khoản lợi nhuận cổ tức cho bản thân mình. Và chính vì với cái nhu cầu của doanh nghiệp gọi vốn, rồi của nhà đầu tư cần bán vốn và của nhà đầu tư mua vốn, nó sẽ hình thành lên một cái thị trường người ta gọi là thị trường chứng khoán. Chứng khoán ở đây được gọi là các cái cổ phiếu đó. Đó. Thế thì với quy mô nhỏ thì nó rất là dễ, nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì có hàng triệu doanh nghiệp, đúng không ạ? Mà mỗi một doanh nghiệp nó hàng ngàn tỷ như vậy. Thế thì làm như thế nào để quản lý được các cái giao dịch này? Thế thì nhà nước đã lập ra một cái đơn vị, gọi là đơn vị rất là chuyên sâu trong cái việc là xây dựng quy định, quản lý việc gọi vốn, giao dịch, mua bán cổ phiếu. Và cái đơn vị đó được gọi là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký và Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước. Thế thì mỗi một cái đơn vị này nó sẽ có những cái chức năng riêng. Ví dụ như Ủy ban Chứng khoán thì là sẽ quản lý ở Trung tâm Lưu ký hay là Sở Giao dịch. Tuy nhiên thì Ủy ban Chứng khoán họ sẽ tập trung vào trong cái việc là xây dựng các cái quy định đó. Trung tâm lưu ký thì sẽ thực hiện là lưu ký hay có thể gọi một cách khác gọi là ghi chép hay là xác nhận các cái giao dịch, các cái quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp. Và Sở Giao dịch Chứng khoán tức là cái sàn, gọi là đây là cái sàn để cho các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán giao dịch mua bán với nhau. Đó. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn là cái cơ sở để hình thành lên một cái thị trường chứng khoán nó như thế nào. Rất là đơn giản từ những cái nhu cầu thực tế của thị trường thôi, đúng không ạ? Tôi còn rất nhiều các cái video khác để anh chị và các bạn hiểu hơn về cổ phiếu, về thị trường, rồi về cách thức giao dịch, về tại sao chúng ta lại gọi cổ phiếu là một cái tài sản hay là một hàng hóa, vân vân. Rất là nhiều. Xin mời anh chị và các bạn tiếp theo ở các video sau nha. Và nếu anh chị hiểu cái video này và thấy hay thì có thể là
chia sẻ nhiều hơn nữa tới mọi người để mọi người cũng biết. Xin cảm ơn anh chị Hà.